CSS á, thì đối với menu thì nó nhiều, cấu hình nhiều. Còn đối với lại Bootstrap thì thực chất nó là CSS, nhưng mà người ta cấu hình trước giúp cho mình rồi thì mình sử dụng nó sẽ rất là nhanh trong cái quá trình mà chúng ta xây dựng menu. Đối với Bootstrap thì đa số là người ta xây dựng trước thôi, chứ nó là CSS chứ không có gì đặc biệt đâu các bạn. Rồi mình sẽ sử dụng một cái đoạn code để demo cái phần bài của chúng ta. L3 slide 2 à, slide 1 à, thầy sẽ demo cho các bạn ở cái đoạn code liên quan đến cái menu. Thì chúng ta sẽ chọn vô cái bài, chúng ta nêu một cái đi ha, trong cái slide chúng ta nêu một cái file và chúng ta chọn cho nó là slide 1.html, HTML5. Thì trong cái đoạn này của chúng ta sẽ chuẩn bị một số cái liên quan đến cái phần cấu hình. Thì các bạn sẽ đưa hai cái đường link để mà chúng ta xài liên quan đến phần Bootstrap. Bạn bỏ xuống dưới cái title đi ha. Rồi, hai cái đường link. Và ở phía dưới thì chúng ta sẽ sử dụng cái layout giống như là hôm trước của chúng ta đang làm. Là chúng ta có một cái div, chúng ta có container, đúng không? Rồi trong cái div của chúng ta thì chúng ta có thể gì? Chúng ta có thể header. Rồi chúng ta sẽ có thể là NAV. Rồi chúng ta sẽ có cái thẻ session. À, chúng ta có cái thẻ session. Ở đây là cái cấu trúc mà chúng ta đang xây dựng của hôm trước nè. Như vậy ở đây chúng ta sẽ dùng cái thẻ session. Được chưa? À, chúng ta dùng cái thẻ session và ở bên dưới thì chúng ta sẽ dùng cái thẻ footer. Đó là những cái thẻ mà chúng ta sẽ quan tâm ở đây. Header. Rồi, đối với lại cái thẻ NAV, hai cái thẻ nhỏ này, hai cái thẻ nhỏ, chúng ta sẽ có cái session này, chúng ta để class là route. Hai cái thẻ nhỏ để chúng ta nhìn cho nó đẹp ha. Chúng ta sẽ tạo cho mình một cái thẻ assign class của mình là ROM SM4. Bên này mình để là slide bar. Đây. Article. Chỗ này mình sẽ để là main content. Và class của mình là column SM8. À, mình có để thêm B5 để cho nó rộng. B-5. Này là độ cao B-5. Rồi màu thì mình sẽ để là BG Success. Rồi ở dưới mình dùng màu BG Info. Rồi chỗ này là menu. Chạy thử ha. Rồi như vậy cấu trúc của mình để slide 3 rom menu. Rồi bị sai cái phần cấu trúc gì chỗ này. Rom column.
tự nhiên mình để row, nó là column. Rồi ok, như vậy cấu trúc của mình đã xong. Đó, đối với lại một cái file thì chúng ta sẽ có cái cấu trúc của nó là như thế. Khi các bạn viết thì các bạn chú ý cái thông tin chỗ này, ví dụ như là 00BF19300. Quang Bình. Đó, slide 1. Đó, như vậy thì khi các bạn chạy lên nó sẽ dễ nhận biết là cái bài này là bài của ai, bài của bạn nào. Phần header thầy sẽ để ở trong này cho các bạn. Class round. Rồi, màu của mình background BG. Ở đây người ta đang để là warning. Màu warning B2. NAV của mình, tí nữa mình sẽ sử dụng cái NAV này đối với lại cái menu, chúng ta sẽ cấu hình lại, chúng ta không sử dụng cái này nữa. Rồi footer, chúng ta đang có class là round, rồi BG, range B3. Ok, rồi mình sửa lại cái phần menu ha. Như vậy đối với lại phần menu thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái gì ở trong cái menu của chúng ta. Cái phần mà cấu trúc của menu á là mình học ở bên cái môn HTML CSS rồi. Chỉ có cái rằng là mình phải tự viết CSS. Còn ở bên trong này chúng ta sẽ có một cái menu bar mà chúng ta không không cần phải viết CSS, nó đã có sẵn, mình như thế là mình gọi ra thôi. Như vậy trong cái phần menu này của mình nè, menu thì cái NAV này mình sẽ có class là NAV3. Đó, NAV3. Rồi thầy copy nguyên cái cấu trúc này lại để thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn. NAV3. Như vậy trong này chúng ta sẽ có là đây là thanh menu mở rộng với kích thước là small. Nhưng mà small này không phải là kích thước của menu đâu nhé. Mà kích thước này nó tương ứng với độ lớn màn hình. Kích thước này tương ứng với độ lớn màn hình, tức là cái phần responsive á, chứ không phải là kích thước của menu nhé. Rồi. Và menu của chúng ta có màu nền là màu đen, màu 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 sáng, màu nền là màu sáng. Rồi chúng ta chạy lên thử lại cái này của chúng ta. Đây, màu nền của menu là màu sáng và nó đã tự động cấu hình cho mình. Chúng ta có UL, UL là một cái danh sách và trong đó có các thành phần là LI, được không? Và nếu như mà nó tự động nó dàn hàng ngang thì trong cái phần CSS trước đây mà mình code á thì mình là phải là dùng cái gì, plotlet đó, để cho nó hàng ngang. Còn bây giờ mình không có thấy plotlet, không thấy cấu hình gì hết mà cái bootstrap nó đã cấu hình giúp cho mình rồi. Như vậy mình muốn làm menu theo dàn ngang thì mình dùng cái class là nav bar và cái expand nó mở rộng. Rồi cái này là độ lớn, xin lỗi, là cái hệ màu nha các bạn. Cái nền của chúng ta là đang dùng nền trắng, nền trắng, nền sáng. Rồi và chúng ta sẽ có item, nav item, 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 nav link, link. Như vậy thì ở chỗ này của chúng ta bản thân cái a là nó đã có link rồi. Đó. Rồi như vậy thì cái bài đầu tiên chúng ta nói về cái menu và chúng ta sẽ thay đổi thêm để cho menu của chúng ta nó sinh động hơn. Cái phần màu của mình thì trong phần này người ta đang có giới thiệu cho chúng ta là cái màu bạn sử dụng cái background là warning, là màu
màu vàng vàng này nè, và cái menu bar của chúng ta là màu xám, màu tối á. Rồi mình đổi lại ở chỗ này xem cái menu của mình có gì khác. Đây mình đổi cái màu lại, rồi mình đổi cái màu, mình lưu, mình ra đây mình xem, thấy ha, cái màu đã đổi thành màu qua nè, thì chưa đó. Như vậy thì ở đây chúng ta đã đổi theo yêu cầu, chúng ta có thể thay đổi bất kỳ cái màu gì, ví dụ như là cái mini ở trên này, cái hit mình đã cho là màu cam rồi, thì ở dưới này mình cho cái menu giống như là cái màu này đi, success là nó giống màu dưới rồi, info giống màu này rồi. À, mình dùng cái primary đi ha, cái màu của mình đổi lại cái primary đi cho nó có màu xanh khác. Rồi màu xanh nó khác, được chưa, cái primary đó chúng ta đã đổi được được màu. Rồi tiếp tục đối với lại cái slide tiếp theo, chúng ta sẽ quan tâm đến cái gì. Cái slide này có nội dung khá hay. Đối với lại cái nội dung này, chúng ta đang có một cái menu ha, nó đang sử dụng một cái button và người ta đang chỉ là nó sẽ nối xuống dưới này. Như vậy đây là cái ID của cái đoạn menu của mình hồi nãy nè. Đây là menu của mình hồi nãy nè. Và từ cái button này nó nối xuống cái ID. Vậy thì với cái đoạn code này thì có gì đặc biệt ở đây? À, với cái đoạn code này thì có gì đặc biệt hơn cái đoạn code lúc nãy? Chúng ta để nguyên và chúng ta có một cái menu mới. Vậy thì hai cái đoạn code này nó sẽ cho ra hai cái menu có gì khác nhau? Chúng ta sẽ xem kết quả có gì khác không. Tất nhiên màu thì nó dùng cái màu tối và màu primary thì nó khác rồi. Ở bên này nó cũng có link bình thường, rồi chỗ này có logo là do chúng ta thêm thôi, chỗ này là thêm, chỗ này là cái chữ logo của chúng ta là do chúng ta thêm, so với lại cái menu ở trên nó chưa có cái dòng này, ở dưới mình thêm thì tất nhiên nó khác. Rồi bây giờ thấy cái sự khác đặc biệt nhé, mình kéo nhỏ cái màn hình này lại, kéo nhỏ cái cửa sổ xem lại, cái này thì dài không nói ha, kéo nhỏ kéo ngang lại nha, khác nhau gì, kéo ngang nhỏ lại nè. À, như vậy thì cái menu của mình hồi nãy ở trên nó tự động nó nhảy xuống dưới bởi vì nó không đủ độ rộng. Còn cái menu thứ hai, cái chữ logo nó nằm im, cái menu của mình nó biến đâu mất tiêu rồi, đó là cái link hồi nãy đó. Cái link hồi nãy mà khi mà nó nhỏ lại cái thì sao, tự động nó ẩn đi, và khi mình bấm vô cái link là nó mở cái menu cho chúng ta. Cái hay của Bootstrap là chỗ này, khi mà bạn sử dụng Bootstrap mình thấy là gõ có vài cái đơn giản thôi, nhưng nếu mà mình làm bằng CSS xem mình có cỡ gì. Được chưa, thì nó là CSS thôi, nhưng mà thay vì mình có thì Bootstrap người ta đã xây dựng trước cho mình rồi, bây giờ mình chỉ có việc xài thôi, được không? Rồi như vậy thì ở trong này, đây là người ta cho mình demo một cái menu ha. Ví dụ bây giờ các bạn lên mạng đi, các bạn search cho thầy menu Bootstrap 5. Rồi menu Bootstrap 5 nó cho mình n cái menu, mình thích cái menu nào thì mình copy về cái đó. Đây, dạng menu này có dropdown, có visible, có search, có sẵn cái search luôn cho mình luôn. Bạn chỉ cần click chuột về đây, nav mình cho cái press đi ha, dán vô, lưu, và nó đây.
được không? Đó, search, search có sẵn hết luôn rồi. Rồi bây giờ mình vô đây mình xem thử có cái gì mới nữa. Đây ví dụ như là menu bar ở đây cái dạng clip. Rồi menu bar có icon, menu bar đây, đây drop, đây nó có cái nút search thôi. À, hoặc là có cái biểu tượng A cộng ở đây. Đó, rồi ở dạng là text input đó. Đó, menu bar đây. Ví dụ như chỗ này, bạn thích cái màu đen hay bạn thích màu xanh hay là bạn thích màu xanh nhạt này thì bạn copy đúng cái menu đó bỏ vô. Đó, cực kỳ dễ dàng khi mà bạn sử dụng Bootstrap. Bootstrap nó hỗ trợ rất mạnh. Và đối với lập trình viên thì tất nhiên các thầy cũng không khuyến khích các bạn copy, nhưng các bạn code và các bạn hiểu, muốn thì vẫn copy, nhưng mà mình vẫn hiểu nó là tại sao nó ra chỗ đó. Giả sử thầy hỏi các bạn là cái input search này nằm ở chỗ nào vậy thì các bạn phải chỉ được nó, biết không? Ví dụ như là cái chỗ mà chỗ này là nó disable nè, bây giờ thầy cần các bạn disable cái chữ link này đi thì bạn phải làm gì, chứ không phải là cứ copy là copy. À, hoặc là thầy hỏi là tại sao cái chữ này nó không cho mình list thì bạn phải biết được là nó có cái thuộc tính disable thì bạn phải vô bạn chỉnh lại. À, thầy yêu cầu các bạn là vô mở cái đó đây để cho thầy list chuột nó một cái thì các bạn phải vô các bạn control được ha. À, chứ không phải là thầy chỉ cho tôi search tôi copy thì tôi copy vô thôi, chứ còn hỏi làm gì nữa, đúng không? Tôi có tôi xài là được rồi. Không, không phải như vậy ha. Mình copy là một chuyện, nhưng mà mình hiểu nó là một chuyện khác nha. Mình copy là chính, nhưng mà hiểu mới là 10, đúng không? Chứ không phải là chỉ có copy không. Đó. Như vậy thì trên cái phần trang của Bootstrap nè, nó đã hỗ trợ cho mình thứ nhất là NAV nè, rồi NAV tab nè. Đó, nó cho mình sáng cái demo có sẵn luôn đây. Đây ví dụ như là cái mà các bạn để cái link ở bên trái nè, ở giữa nè, ở bên phải nè, đó nó cho mình canh luôn justify and ha. Cái chỗ này là justify center, chỗ này là justify right, đó nó cho phép mình canh lề trái, canh lề phải rồi gì đó. Nó có sẵn mẫu cho mình luôn. Rồi ví dụ như là mình có, tí nữa mình có cái card. Đây, thẻ, card. Thì mình có thể dùng lệnh để mình gõ nó ra. Còn ở bên trong này, ví dụ như cái card của chúng ta. Trong bài của mình có một cái card giống vậy. Có một cái thẻ giống vậy. Hoặc là mình sử dụng một cái thẻ cái dạng là input nhập liệu. Đây, hoặc là một cái card khác. Đó, một số cái loại card. Cái này là nó cho mình lựa chọn ở dạng là category, lựa chọn các cái thành phần. Như vậy trong Bootstrap người ta đã viết cho mình khá là nhiều cái cấu trúc mà chúng ta có thể là về chúng ta sửa code lại để chúng ta sử dụng. Đây, ví dụ như mình dùng có màu, người ta đề co cho mình màu có tông xịt tông sẵn luôn. Đây là màu gì, đây màu gì là hợp lý. Người ta có sẵn luôn. Mình có thể là sử dụng lại cái card của người ta. Đây người ta cho từng dip một nè. Nó có sẵn hết rồi. Mình chỉ cần copy. À, ví dụ như cái này. Nó không có màu nền. Mà nó chỉ có màu chữ thôi. Nó cũng có một sự tương đồng rất là đẹp. Ở chỗ này. Người ta đã đề co cái màu cho mình. Hoặc là cái card chỗ này. Nó chia theo dạng cột, tức là các group chia theo rất là nhiều cái group ở đây. Thì đây, trong này nó để class là các group. Và trong này nó có ba cái các nhỏ. Và nó tự động nó đẩy ra cho ba cái column cho chúng ta. Thay vì là chúng ta chia row, rồi chúng ta chọn column 4, 4, 4. Thì ở đây nó đã làm sẵn cho mình. Không? Mình có thể là copy, mình paste vô rồi mình xài được rồi. Xài được. Đó. Thì nó có những cái mẫu mà có sẵn thì các bạn có thể là sử dụng lại ha. Thầy không có
có cấm các bạn sử dụng những cái này, nhưng khi các bạn chấm bài thì các bạn phải hiểu nó, thầy hỏi thì các bạn hiểu. Nó có hai dạng chấm bài: chấm chạy và chấm hiểu. Muốn điểm cao phải chấm hiểu, còn chấm chạy không điểm không cao, được chưa? Còn nếu mà chấm chạy mà hỏi cơ bản cũng không biết luôn, là dưới năm nhé, bài có đẹp cỡ nào đi nữa mà cái gì cũng không biết, thì có vẻ là chắc là chỉ cho được một ít điểm là do cái con copy thôi, chứ còn nếu mà nó để có điểm cao thì chắc chắn không. Đó, cho nên khi mà các bạn có code rồi thì các bạn hiểu giúp cho thầy cái. Rồi, ok. Như vậy thì đối với lại cái bài này của mình đang demo ở đây, nó có cái phần rất hay trong cái NAV3 của mình là nó cho phép tạo ra một cái nút. Và trong cái nút đó của mình nó sẽ thu nhỏ lại, thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại. Và khi nào mình click chuột thì nó sẽ tự động nó mở cái menu. Mở cái menu ở dưới của mình. Được không? Đó, thì cái hay của cái thằng menu bar của Bootstrap nó cấu hình là như vậy. Thì khi mà nào mà chúng ta chạy chúng ta mới thấy, chứ còn bình thường chúng ta sẽ không thấy đâu. Ví dụ như hai cái menu này các bạn đâu có thấy gì khác nhau đâu. Không khác, nhưng mà khi các bạn cho nhỏ lại thì rõ ràng là nó khác. À, cái này cũng thế. Cái này cũng thế. Còn cái này thì nó tự động nó drop xuống dưới. À, khác nhau là khác nhau như vậy. Rồi tiếp tục mình sẽ đi tiếp một cái slide tiếp theo. Và ở chỗ này, đây các bạn sẽ chú ý giúp cho thầy ha. Bây giờ thầy sẽ đưa một cái đoạn text, một cái đoạn text vô đây. Ví dụ như là thầy đưa một cái đoạn text. Rồi thầy đưa cái đoạn vô cái văn bản của mình, ví dụ như cái main content đi ha. Rồi thầy đưa vô đây với một cái thẻ B. Rồi thầy đưa cái đoạn văn này vào với một cái thẻ B. Rồi được chưa, nó đóng khung cái thẻ B của mình ở đây. Xem lại kết quả nào. Như vậy thì cái văn bản của mình là rõ ràng là nó dài xuống dưới đúng không các bạn, dài xuống dưới. Bây giờ kéo lên nhé. Một một cái menu biến mất, hai cái menu biến mất, ba cái menu biến mất, đúng không? Không có gì đặc biệt cả. Bây giờ mình vô code mình sửa một tí. Trong code này người ta hướng dẫn có một cái là stick. Stick, chúng ta chọn cái stick top, thì các bạn chọn cái stick top này giúp thầy. À, thêm cái class này vào. Giả sử như mình muốn cái menu nào đó mà đứng lại đi, ví dụ cái menu đầu tiên này đi ha, menu đầu tiên mình muốn cho nó đứng lại, đứng lại. Rồi ok, kéo lên. Chuyện gì thấy nó đứng lại chưa? Rồi mình sẽ đổi qua cái menu thứ hai. Menu thứ hai, rồi menu thứ nhất biến mất, menu thứ hai đứng lại, được không? Rồi giả sử như có cả hai cái menu thì chuyện gì xảy ra? Nhất cả hai cái menu, menu 3 Ctrl C. Rồi ví dụ như cái menu thứ ba luôn, menu thứ ba luôn, NVA TikTok. Rồi lưu lại qua đây thì cái cuối cùng nhé, chứ ba cái nó không biết cái nào, nó chọn cái cuối, được chưa? Đó, như vậy thì cái menu bar của mình mà muốn đứng lại thì bạn sẽ bỏ cái stick top vô cái menu của mình là xong, được không? Mình bỏ cả ba thì cái nào mà cuối cùng nó sẽ ảnh hưởng. Đây, cái trang số 29 của mình là mình dùng cái stick top, được không? Rồi tiếp tục, ở trong này nó cho mình cái bootstrap nè, ngoài ra còn nhiều mẫu điều hướng khác nhau.
thì điều hướng là gì? Là đứng một bên hay là làm một cái gì đó, thì ở bên trong này nó sẽ hướng dẫn cho mình về cái phần điều hướng đó. À, các bạn tham khảo thêm là cái mà hồi nãy thầy giới thiệu đó. Tiếp tục là về icon. Icon. Như vậy thì về cái icon này chúng ta sẽ có hai. Ở đây người ta đang giới thiệu một cái thư viện là Font Assam. Đây là một thư viện. Còn một thư viện khác của icon của Bootstrap luôn. Ok, cái icon này thì nó có hạn chế. Bạn sẽ mở cái này ra. Đây, icon này của chúng ta nó có bản quyền. Và phía dưới này các bạn đi tìm một số cái icon, ví dụ như thầy vô đây home. Thì trong cái home của mình thấy cái chữ vàng vàng này là mình biết gì rồi. À, vàng vàng là có tiền rồi. Còn mình chỉ xài được những cái mà không có cái màu vàng thôi. Được không? Như vậy thì để xài được chỗ này thì trong cái bài của mình, thứ nhất là bạn phải đưa cái link để nó lấy cái thư viện của cái thằng From Awesome này, lấy được cái thư viện này. Như vậy thì các bạn copy, chú ý chỗ này nhé, coi chừng nó không chạy. Copy. Ctrl C, không chạy đâu nhé. Rồi, bỏ vô đây. Enter. Lưu. Chú ý nha. Lưu nha, không chạy. Rồi, bây giờ mình muốn xài cái icon này, mình muốn xài cái icon này thì các bạn sẽ sử dụng nó bằng cách đưa link, xong rồi copy cái code này nè, y class, copy cái code này. Rồi cái code này ở đâu ra? Chúng ta vô cái icon này, ví dụ chúng ta muốn lấy cái icon này đúng không, lấy chuột vô, lấy chuột vô đâu rồi, mạng đang yếu hả? Bạn click chuột vô là nó sẽ nhảy ra một cái trang. Đây, nó có cái code nè, thấy chưa? Click chuột vô đây, copy cái code. Rồi bây giờ qua bên này, bỏ vô cái code của mình. Ví dụ như, rồi ví dụ như thầy bỏ vô cái thằng slide bar này đi. Phía sau slide bar thì để là icon. Rồi dán nó vô. Lưu. Lưu rồi nha. Ra kiểm tra. Không thấy icon đâu hết. Rồi, nó sai cái gì? Khi mà các bạn copy paste á, ở trong này nó có cái dấu, dấu trừ nè. Nhưng mà bạn paste vô một cái nó mất tiền. Cho nên chỗ này nó phải có cái dấu trừ. Dấu trừ. Được chưa? Dấu trừ ở chỗ này. Rồi, kiểm tra lại. Thấy cái nhà chưa? Như vậy thì mình dùng được cái icon kiểu này. Nhưng mà icon kiểu này thì nó bị hạn chế cái gì? À, có tiền. Bây giờ thôi, mình đang xài Bootstrap rồi. Mình vô mình xài cái icon của Bootstrap luôn đi. Icon Bootstrap phong phú lắm. Bây giờ các bạn vô cái Vue.js, thầy đã đưa cái link icon lên đây. Được chưa? Icon lên đây. Và thầy code cho các bạn sẵn một cái đoạn code demo để sử dụng được cái icon này luôn. Thực chất nó cũng có chẳng có gì đặc biệt cả. Bạn sẽ đưa cái chỗ này nè, cái đường link này nè, icon Bootstrap, và bạn đưa cái icon của Bootstrap vô đây. Cái này là cái icon của Font Assam, còn cái icon ở phía dưới là của Bootstrap nha. Bạn muốn xài icon của đối của cái bên thứ ba nào thì bạn đưa cái link của nó vào. Rồi, bây giờ mình xài cái icon của Bootstrap thì nó sẽ có cái link, và thầy cũng đưa cái link cho các bạn Bootstrap đây luôn. Icon get Bootstrap có sẵn. Và đối với lại cái icon của Bootstrap thì không có cái chỗ nào màu vàng cả. Ha, trang thứ nhất, trang thứ hai, và các bạn tìm hết ở trong này. Các bạn có thể đi qua những cái phần khác, các bạn có thể search thêm ra, nó nằm ở bên trong á, các bạn search ra. Và dưới này
người ta cũng cho mình, một là bạn có thể sử dụng bằng một cái hình này gọi là hình vector, mình điều chỉnh được màu, mình điều chỉnh được cái độ rộng hẹp của từng cái nét vẽ luôn ha. Thì bạn dùng cái là SVG, hình này là hình vector. À, còn cái hình mà mình đang xài nó là hình cố định. Rồi. Như vậy thì ở chỗ này các bạn sẽ có thể sử dụng một là hình vector, hai là mình sử dụng cái dạng như là info. Cái này nó giống như một ký tự. À, giống như một ký tự. Thì ở chỗ này chúng ta cũng có cái độ sai của font nè. Y chang như một ký tự luôn. Y chang một ký tự. Rồi color là gì nè. Rồi ví dụ như mình copy cái này đi. Mình lấy cái biểu tượng màu xanh. Rồi mình bỏ vô đây. Mình bỏ vô cái chỗ lúc nãy luôn. Code của cái thằng này nó khá là nhiều á nha các bạn. Cho nên là các bạn phải control được code á. Chứ không là các bạn không biết là nó đang nằm ở chỗ nào đâu. Nãy giờ là quá trời luôn á. Đây. Chỗ này là icon 1 là mình dùng cái thằng font exam. Còn bây giờ mình dùng cái icon 2 này là của Bootstrap. Rồi, mở lên. Đây, icon của Bootstrap nè. Được chưa? Và cái icon của Bootstrap thì chưa thấy nó giới hạn về cái bản quyền, cho nên là các bạn có thể search ở trong này. Ví dụ như mình muốn làm về thông tin đi. Information. Info. Này, nó đang viết tắt là info, mình tự để chữ information nó không ra. Đó, thì có rất là nhiều cái info. Ví dụ như là mình dùng cái này thì các bạn click chuột vô đây. Thì nó có hai cái. Một là icon font là giống như một ký tự. Chữ A sao nó vậy? Chữ B sao nó vậy? Rồi, hoặc là mình dùng theo cái dạng là gì? HTML mà dùng thẻ SVG là dạng vector. Thì mình cũng có thể copy cái này. Copy cái SVG này. Mình sẽ bỏ vô đây. Icon 3. Tại vì sao mà các bạn thấy là nó liền nhau? Tại vì thầy không bỏ vô cái thẻ B. Cho nên là bản thân nó nhảy liên tục. Thì mình bỏ cái thẻ BR để cho nó xuống dòng cái mình dễ thấy. Một là bạn bỏ vô thẻ B. Hai là bạn sẽ dùng cái thẻ BR cho nó nhảy xuống. Đây, icon 1, icon 2, icon 3. Được chưa nào? Đó. Mình muốn dùng kiểu gì cũng được. Bạn sử dụng cái thư viện của thằng Font Exam cũng được. Bạn sử dụng cái thư viện icon của Bootstrap cũng được. Nhưng mà thầy khuyến khích các bạn sử dụng cái icon của Bootstrap hơn. Được không? Đơn giản là các bạn đã có code sẵn ở chỗ này. Thầy cũng đã demo cho các bạn. Là các bạn lấy cái thư viện ở trong cái get bootstrap icon và cái đoạn code các bạn chỉ có thêm cái đường link này vào hit hết là xài được rồi, được không? Đó, khá là đơn giản để mà các bạn xài bootstrap icon. Rồi mình tạm dừng cái phần chỗ này là menu và icon nhé. Rồi các bạn làm lại.